Khang Audio Bình Dương xin kính chào các đồng chí. Báo cáo buổi chiều ngày 25 tháng 8 năm 2022 tại đơn vị vận chuyển Viettel Bốt. Chiều nay lại có hai đồng chí lên đường, báo cáo với lại các đồng chí. Một đồng chí thì đến Dĩ An Bình Dương, thì nãy video trước mình test các đồng chí biết rồi. Còn đồng chí thứ hai là đến Gia Lai, đến tỉnh Gia Lai nhá. Anh đi công tác Play đấy, cu dài dằng dặc biết ngày nào ra. Báo cáo đây là Sony đây nhá. Đấy, Sony hai cuốn băng đây, một bên là Duy Khánh, một bên là Giao Linh, đấy, hai cuốn hai bên. Đấy, đấy Sony đây, đi Gia Lai nhá, đi đây này là đến tiệm hớt tóc cái gì đấy, Nguyễn Út đấy nha. Đấy. Còn cái này là cái âm ly 13 kg này. Đấy, 13 kg này, đây là cái âm ly Anot này. Đấy, Anot SA 9000. Anot SA 9000 8 sò săn Ken 2 vít thì Dĩ An Bình Dương nha. Đấy. Thôi xin phép dừng clip ở đây để làm thủ tục gửi hàng cho các thượng đế. Một lần nữa cho Khang Audio Bình Dương gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí. Chào thân ái, merci.